Đây, cận cảnh bóc hạt điều đây. Những cái bông, những cái hạt điều này. Đây là thăm cái cây điều. Cái cây này là mọc ở xứ nóng rồi. Đây là cái cây điều này. Đó, rất là to luôn. Tán lá sum xê, cây này vừa mới hái xong rồi. Đó, anh chị thấy không? Đó, đây là những cái tán lá này, hồi nãy em vừa mới ra đây mà hái. Đó. À, cây này thì trồng ở Đức Trọng anh chị. Thuộc vùng sống ở xứ nóng đó. Ở Đà Lạt mình trồng cái cây không có được. Từ khúc Định An đổ lại xuống Đức Trọng rồi Bảo Lộc trồng rất là nhiều. Đó, cái cây này thì người ta lấy cái trái của nó người ta làm màu á. Làm màu để mà nấu cà ri rồi đó anh chị, cho nó đẹp á. Đây là những cái vỏ này, cái này người ta đã lấy hết cái hột ở bên trong rồi. Này, cảnh người dân đang bóc những cái hạt ra đây. Cái này là còn nguyên cái hạt ở trong. Thường là người ta lấy cái trái già thôi, còn cái trái non này thì nó chưa có màu. Như quả chôm chôm ha. Ủa cái này cái trái non nó có màu chưa? Thì non là màu đấy con em. Trái non nó đã ra màu rồi hả? Ra màu nhưng mà nó không có được già. À nó ra màu nhưng mà nó chưa có được già. Này là nó khô rồi nè. Nó có một đoạn mấy năm bối ra bối chịu chứ về có lệ nó cứ giặt hết. Đây đúng không? Có một đoạn trên đây. Đây là những cái hột này. Non nhưng mà nó già rồi. Là khô non nó cũng có màu ha. Ừ. Nhưng mà nó già. À, chứ không phải là khô rồi nên còn màu chứ. Chứ cái màu đến đỏ đỏ. Màu rất đẹp. Đi xem. Ủa cô cơ, thôi để đó. Rồi đi. Thế là mãi hết đó, chiều mày ngồi mày lặt thì hỉ cái đó để mày sang rồi mai. Ờ, đây là những cái hạt điều. Hạt điều gọi là đang bóc hạt điều hạt cà ri. Đây này, quá trời luôn. Đây là cái cây điều. Cái này đất này đã màu đỏ đẹp hơn. Cây này để mà nấu cà ri đúng không? Cái này để nấu cà ri cho ra màu á. Đỏ đỏ chét luôn này. Đỏ cả đây luôn. Đây, ngọt nguyên đống nữa này. Cây này là vừa mới hái xuống nha. À. Này nó khô nè anh nè. Cái này nó khô nè. Quá trời luôn, bẻ từ trên cây xuống rồi. Cái này là khô nè. Đây là khô, đây là khô mà, đây tươi hả? Này là tươi, còn này là khô này á. À, để là lấy nước màu. Ừ, nước màu có lấy. Cái cây này hay cái là nó mọc trên cái ngọn ha.